Ngày 16 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự tại hội nghị có ông Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, ông Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, bà Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần 2, huyện Ngọc Lặc có 74 người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm với cử tri ở địa phương tham gia. Kết quả 100% người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 20 đảm bảo sự tín nhiệm của cử tri. Đến nay, 100% xã thị trấn có người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 74 người được giới thiệu ứng cử và hoàn thành các biên bản theo quy định, đồng thời hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của 17 người được giới thiệu ứng cử, biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 57 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu nữ là 20/57, bằng 35,08%, người dưới 40 tuổi là 19/57 người, bằng 33,3%. Người ngoài đảng là 8/57 người, bằng 14,03%, người dân tộc thiểu số là 40/57 người, bằng 70,1%. Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Ngọc Lặc sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương.